Chào mừng các bạn đến với Enter Studio và Concept. Đây là phòng 01 trắng vô cực. Phòng bao gồm 3 đèn, phông màu cùng tường trắng vô cực. Và hello, mình là Hạnh Trinh, người sẽ giới thiệu phòng hôm nay. Chiu, đây là 3 đèn được Studio hỗ trợ miễn phí. Bộ 10 màu phông thời thượng. Bảng điều khiển phông gồm có nút nguồn, nút đảo chiều cuộn phông và bảng 10 màu phông tương ứng. Màn biểu diễn cuộn phông xin phép được bắt đầu. Sau khi cuộn hết phông màu lên, chúng ta sẽ nhìn thấy được bức tường trắng vô cực. Chiếc tường trắng vô cực tinh nguyên này đang chờ các bạn đến để thực hiện buổi shooting đó. Đối diện khu vực shooting là nơi nghỉ ngơi cho ekip với chiếc ghế sofa cực kỳ thoải mái. Còn đây là nơi để trigger, bục đầu cụ cùng loa nghe nhạc Bluetooth. Cuối cùng là chiếc gương siêu xịn sò này. Buổi review phòng 01 trắng vô cực đến đây là hết. Tạm biệt và hẹn gặp lại tại Enter Studio và Concept nha.